Vùng kín của phụ nữ là một trong số những bộ phận vô cùng nhạy cảm và chúng sẽ cần có một sự chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra thì không thể không nói rằng là đây là một yếu tố vô cùng quan trọng quyết định đến hạnh phúc gia đình hay cuộc sống hôn nhân của chúng ta. Tuy nhiên có đến 4 hiểu lầm về vùng kín mà khá là nhiều chị em chúng ta thường xuyên mắc phải. Điều này có thể dẫn đến tình trạng vùng kín của chúng ta không được sạch sẽ, bị viêm nhiễm, không được thơm tho. Vì vậy trong video ngày hôm nay Hương sẽ chia sẻ đến bạn 4 cái hiểu lầm này để chúng ta tránh. Tuy nhiên trước khi bước vào phần chính của video ngày hôm nay, Hương rất hy vọng bạn sẽ dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới. Hiểu lầm đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải thụt rửa sau khi chúng ta quan hệ vợ chồng nhằm giúp chúng ta làm sạch vùng kín và có thể phòng tránh thai. Cái việc thụt rửa khi mà chúng ta quan hệ xong ấy, thì thứ nhất nó chưa bao giờ được liệt kê vào là cái phương pháp phòng tránh thai an toàn cả. Và có rất là nhiều chị em chúng ta mặc dù vẫn thụt rửa bình thường nhưng chúng ta vẫn mang thai bình thường. Điều thứ hai là khi mà chúng ta quan hệ vợ chồng như vậy thì cái tinh trùng nó không chỉ có ở một vùng ở trong cái phần âm đạo của chúng ta mà nó có thể là rất là nhiều vùng này, ngóc ngách này hay nếp gấp này. Và việc chúng ta thụt rửa thì nó chỉ thụt rửa một phần ở bên ngoài thôi, nó không thể nào lấy hết đi được tinh trùng. Vì vậy thì cái việc thụt rửa này cũng không thể nào giúp chị em chúng ta có thể phòng tránh thai được. Và điều thứ ba khi chúng ta thụt rửa này, thứ nhất là chúng ta sẽ hay dùng những cái vòi xịt ở trong cái bồn cầu và cái lực của cái vòi xịt đó rất là mạnh, chúng có thể gây tổn thương cho cái bùng âm đạo của các chị em. Và điều thứ hai này, khi chúng ta thụt rửa như vậy, cái nước ở trong cái xịt đó chưa chắc nó đã sạch và chúng sẽ có thể là mất cân bằng cái hệ vi sinh dồi dào bên trong vùng kín của chúng ta. Từ đó chúng ta có thể gặp cái tình trạng là viêm nhiễm tái đi tái lại. Vì vậy cái việc mà chúng ta thụt rửa sau khi chúng ta quan hệ vợ chồng xong để phòng tránh thai thì đây chưa bao giờ được coi là phương pháp chính xác. Hơn nữa các bạn có thể gặp cái tình trạng là chúng ta bị viêm nhiễm. Vậy thì vừa không thể phòng tránh thai được lại vừa gặp combo viêm nhiễm. Vậy bạn nên loại bỏ ngay cái suy nghĩ này nha. Thứ hai là vùng kín của chúng ta sẽ cần phải khô ráo. Rất là nhiều bạn nghĩ rằng là vùng kín phải luôn khô ráo, khô thoáng. Và nếu như vùng kín của chúng ta bị tiết ra dịch này, ẩm ướt này, thì đây có thể là dấu hiệu, báo hiệu rằng chúng ta đang bị viêm. Và rất là nhiều bạn, nhiều chị chúng ta tự ý đi mua các cái sản phẩm viên thuốc đặt phụ khoa về chúng ta đặt vào để có thể xử lý. Nhưng thực tế là vùng kín của chúng ta nếu mà nó chỉ khô ráo khi chúng ta ở trong cái giai đoạn mãn kinh thôi. Còn bình thường nếu chúng ta đang ở cái thời kỳ sinh sản bình thường này, đang tuổi trẻ này mà nó khô ráo ấy, thì đây mới chính là dấu hiệu bất thường. Vùng kín của chúng ta hoàn toàn cần phải có dịch và luôn tiết ra dịch. Tuy nhiên cái lượng dịch của mỗi người là khác nhau, có thể khoảng tầm từ 1ml cho đến 4ml. Nó tiết ra dịch là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên để biết được rằng là cái dịch tiết ra có bình thường nữa hay không thì nó có thể thêm vấn đề như là cái màu sắc này, cái mùi này. Đó, thì cái này Hương sẽ làm thêm các video phía sau để có thể chia sẻ được kỹ hơn. Hoặc là chị em nào đó chúng ta quan tâm thật là nhiều đến vùng kín thì nên có thói quen là chúng ta thăm khám phụ khoa thật là định kỳ, một năm khoảng tầm 2 lần. Điều thứ ba, nhiều chị em nghĩ rằng là chúng ta sẽ cần phải cạo lông vùng kín. Đây là cách để giúp vùng kín chúng ta sạch sẽ, thơm tho và không có mùi. Thực tế thì cũng chưa có một khuyến cáo nào nói rằng là chúng ta cần phải cạo lông vùng kín. Và tất cả mọi bộ phận ở trên cơ thể của chúng ta, nó sinh ra nó đều không có sự dư thừa. Tác dụng đầu tiên của cái lông vùng kín, đây chính là nơi mà nó tiết ra một cái pheromone hay gọi là mùi hương cơ thể. Nó có thể giúp kích thích cái người bạn khác giới, từ đó sẽ tạo ra tín hiệu này, tăng cái ham muốn hơn này, tạo ra sự quyến rũ của phụ nữ chúng ta. Và đôi khi vô tình việc chúng ta cạo đi lớp lông này, nó sẽ giảm đi cái mùi hương cơ thể quyến rũ của chúng ta. Điều thứ hai là cái lông ở vùng kín này thì nó sẽ giảm cái sự ma sát khi chúng ta hoạt động hàng ngày. Phụ nữ chúng ta có thể là chạy bộ này, đạp xe này, tập thể dục này hay đi lại bình thường thôi. Thì nếu chúng ta mặc quần áo bình thường như là quần jean, quần kaki này thì cái vùng kín có thể cọ sát vào quần áo đó và nó khiến chúng ta bị tổn thương. Và điều thứ ba là cái vùng kín này theo rất là nhiều nghiên cứu đưa ra, đây chính là cái bộ phận giúp cái hệ vi sinh vật của chúng ta được ổn định và tránh cái việc vi khuẩn từ bên ngoài có thể xâm nhập vào trong vùng kín của chúng ta và gây ra tình trạng viêm nhiễm. Cho nên cái việc chúng ta cạo đi cái vùng kín này thì nó có thể vô tình khiến chúng ta gặp tình trạng viêm nhiều hơn. Tất nhiên là các bạn có thể cạo đi cái lông vùng kín này theo sở thích của mỗi người. Tuy nhiên thì cũng chưa có khuyến cáo nào cả. Và điều thứ hai, chúng ta có thể cạo trong một số trường hợp, ví dụ như là chúng ta vùng kín chúng ta mọc rậm rạp quá này, hay là thứ hai chúng ta đang trong cái quá trình mang thai, chúng ta sắp sinh em bé, cũng có thể là cạo đi để cho nó sạch sẽ và chúng ta dễ sinh bé hơn. Hoặc trường hợp là các bạn đang gặp tình trạng viêm, đang đặt thuốc, thì việc chúng ta cạo đi như vậy cũng có thể dễ theo dõi hơn. Hiểu lầm thứ tư là cái dịch, cái khí hư của chúng ta sẽ cần phải có màu trong suốt, và nếu chúng không trong suốt thì là điều bất bình thường. Đây cũng chính là hiểu lầm của rất nhiều chị em chúng ta thường xuyên mắc phải. Ở trong vùng kín của chúng ta, cái khí hư nó sẽ có thành phần gì? Đầu tiên nó có thể là những cái tế bào
tế bào cũ ở trong cái tử cung của chúng ta được bong ra, được làm mới. Nó giống tương tự như cái việc là da mặt của chúng ta, nó sẽ có tế bào chết đúng không, được đổi mới theo từng ngày, thì ở trong bụng kính của chúng ta cũng tương tự như vậy. Và điều thứ hai này, đó chính là hệ vi sinh vật, cả lợi khuẩn và hại khuẩn ở trong bụng kính của chúng ta rất là dồi dào. Và khi mà bụng kính chúng ta chứa nhiều những thứ như vậy, nó sẽ được đào thải ra bên ngoài và nó sẽ lẫn vào cái khí hư. Vì vậy mà khí hư của chúng ta hoàn toàn là có thể có những cái màu đục hơn, đây là điều hoàn toàn bình thường. Theo rất là nhiều những cái nghiên cứu đưa ra thì khí hư chúng ta có thể có cái màu đục đục, ví dụ như cái sữa của chúng ta, và sệt sệt một chút thì đây cũng là điều bình thường. Và tất nhiên là khí hư cũng có thể là có cái màu trong, tuy nhiên nó sẽ xuất hiện vào trước cái kỳ kinh của chúng ta thôi. Và tất nhiên là cũng có một số thời điểm phụ nữ chúng ta có thể có khí hư là trong, đó chính là trước cái thời điểm rụng trứng. Thì trước thời điểm này khí hư chúng ta sẽ ra cái lượng nhiều hơn, vì vậy chúng có thể là trong hơn bình thường một chút. Vì vậy thì khí hư chúng ta nếu mà trong như nước lã mới là bình thường thì đây là quan điểm hoàn toàn là chưa đúng đâu. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều những cái màu sắc của khí hư khác nhau, nhưng nó vẫn là biểu hiện bình thường. Và Hương đã chia sẻ rằng là phụ nữ chúng ta thì sẽ nên có thói quen là thăm khám phụ khoa định kỳ khoảng tầm 6 tháng trên một lần. Và khi chúng ta có điều gì bất thường, hãy báo ngay cho các bác sĩ của mình để chúng ta biết, chúng ta được hỏi rằng là như vậy có là bình thường hay không. Tránh trường hợp là chúng ta tự ý mua những sản phẩm về đặt về để dùng, như vậy nó rất là nguy hiểm. Và trên đây chính là chia sẻ của Hương về 4 hiểu lầm về vùng kín mà chị em phụ nữ chúng ta thường xuyên mắc phải. Vậy chị em hãy xem rằng mình mắc phải điều nào để mình có thể là thay đổi nha.